con tính nhân mất đến ngày. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng thỉnh lòng đệ tử Phật. Thân chào thượng tọa, kính chào thượng tọa Minh Hạnh, thân chào thương các vị tín Phật tử. Chúng ta tiếp học tiếp biên sứ trong những phương thức tu tập định. Tuần trước chúng ta đã học về địa ngục đất, địa ngục nước, địa ngục lửa, địa ngục gió. Hôm nay chúng ta học về các địa ngục biến sứ màu, là biến sứ màu xanh nila katina kasina, biến sứ vàng vita kasina, biến sứ đỏ lota kasina, biến sứ trắng odata kasina, biến sứ quang aloka kasina, và cuối cùng là biến sứ không akasa kasina. Trong 10 biến sứ này, thì biến sứ nào chúng ta cũng làm cái dụng cụ. Nếu như một người chưa có quen thì phải làm cái dụng cụ chúng ta gọi là cái thiền cụ, cái dụng cụ để làm điều thiền, hay chúng ta làm cái nghiệp xứ gọi kamathana cũng được. Bây giờ chúng ta học về bí xứ màu xanh. Người hành thiền địa ngục biến sứ màu xanh á, thì nắm lấy tướng màu xanh. Người đã từng thực hành trong đời trước thì ấn chứng dễ khởi lên nơi ngải. Khi mà người ấy nhìn thấy một bụi cỏ xanh hay một mảnh vải màu xanh, hoặc nhìn một viên ngọc màu xanh, người đó có cái sự tác ý chú tâm vào màu xanh đó, thì tự nhiên là biết là cái ấn chứng nó sinh khởi lên. Nhưng một người mới thu tục đề mục này chưa có quen đời trước, thì hiện tại là phải dùng những cánh hoa có màu xanh, hay là những lá xanh trải trên một chiếc mâm, một cái nia có vòng tròn đường kính hơn một gang tay, tạo thành cái mảng phẳng như mặt trống. Đặt cái khoảng cách xa cũng khoảng chừng 2 hectare, tạo rồi ngồi nhìn mặt phẳng xanh ấy, tác ý niệm ni lá, ni lăng, ni lăng, ni lăng, ni lăng, xanh xanh, cho đến khi vị đó nhắm mắt lại mà vẫn thấy toàn là màu xanh ở phía trước mắt,
nhắm mắt lại mà thấy vẫn thấy màu xanh như vậy, gọi là trì tướng. Úc là hai niệm bất tác, vậy nó liên tục chú niệm. Chú ở đây là chăm chú, liên tục chăm chú niệm nơi niệm một cái, đừng để cho bị phóng tâm. Thì sau một hồi bất tiết phà gá niệm bất tán, tức là tự tướng nó sinh khởi, nó xuất hiện. Thì nhắc lại cho các vị cũng giống như các cái đề mục đất nước lửa gió mà đã học vừa qua, thì ở đây nhắc lại là giữa cái trì tướng và tự tướng là như thế nào. Cái giai đoạn mà mắt mở nhìn vào cái dụng cụ đề mục thiền mà mình làm đặt ở phía trước, trước mặt để nhìn vào đó mà niệm, thì cái này gọi là với phần mắt. Tức là chuẩn bị đi một chuẩn bị, chỉ mới có đạt, mới có đến cái giai đoạn chuẩn bị thôi. Cho đến khi nào mà nhìn quen rồi đó, mà nhắm mắt lại vẫn thấy cái hình dạng cũng như cái màu sắc của cái thiền vụ đó, cái đề mục đó, thì như vậy đây gọi là trì tướng. Nó khác nhau ở chỗ giai đoạn đó. Nhưng mà đối với trì tướng thì tâm của hành giả nhắm mắt lại mà vẫn thấy, nhưng thấy nó còn thô. Tức là trước đây con mắt mình nhìn vào cái đề mục đó, tất nhiên ở trong một mảnh vải màu xanh hay một đám cỏ màu xanh, nó có những cái tì vết hoặc những cái bóng đen giữa những cái đá xếp chồng lên, nên chưa có những cái kẽ hở như thế nào thì nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy. Cho nên cái trì tướng nó còn thô. Cho đến khi tự tướng sinh khởi thì vị này chỉ thấy một ánh sáng màu xanh thôi. Chúng ta chỉ thấy ánh sáng màu xanh thôi. Như vậy đây là tự tướng xuất hiện. Mà tự tướng này gọi là định cận thành của cha Rasamati. Tiếp tục chú niệm, chú tâm trên cái tự tướng đó cho đến khi chứng đạt được an chỉ. Ở đây đó, giữa cái sát na chuẩn bị, giữa cái chuẩn bị thiền, chuẩn bị tu tập, tu tập bước chuẩn bị bất khả mát, trì tướng với tự tướng đó, chúng ta phải hiểu nó qua cái giai đoạn như vậy đó. Chúng ta có thể thí dụ như thế này. Bây giờ chúng ta cho hai cái thí dụ, bởi vì ở trong rừng của chúng ta đó, có nhiều người ở Việt Nam, có nhiều người thì ở bên Mỹ. Do đó cho nên chúng ta có hai cái thí dụ. Ở Việt Nam đó, thí dụ như một người mà họ muốn đến một cái làng xã đó để họ ở, họ lập nghiệp, không phải tự nhiên không
ở một cái làng xã khác mà họ đi đến đó mà họ ở được đâu, hay là họ nhập hộ khẩu được. Trước tiên là họ phải đi đến cái chỗ mới, họ đi đến một lần, hai lần, ba lần, ở một ngày, hai ngày, ba ngày. Thì khi mà họ đến cái, họ trọ cái ngôi nhà đó nhiều lần như vậy, sau đó họ bắt đầu họ ở luôn cho đến khi được 6 tháng. Cái người ta làm cái Kateba. Kateba tức là tạm trú, mà tạm trú dài hạn. Rồi làm cái Kateba xong ở được gia hạn đâu 3-4 lần, 5-6 lần gì đó, 5-6 lần gia hạn Kateba đó, cuối cùng thì được xét duyệt để cho nhập hộ khẩu ở tại cái ngôi nhà đó. Ví dụ cũng giống như khi mà chúng ta chuẩn bị tu tập để chúng ta cứ nhìn cái đề mục đó cho đến khi nhắm mắt lại mà vẫn thấy được là bắt đầu chúng ta tạm trú lì, giống như tạm trú lì. Rồi khi mà tạm trú lì thời gian sau chúng ta có cái Kateba thì cũng giống như là cận định vậy đó. Khi mà đã đến cận định rồi, cận định ở đây tức là tợ tướng nó phát sinh. Rồi cận định được một thời gian thì bắt đầu đi đến cái an chỉ định. An định chỉ định giống như là chúng ta sau khi được cái Kateba đó nhiều lần rồi, chúng ta được nhập hộ khẩu rồi đó, là người dân, thật sự là người dân ở địa phương đó, có hộ khẩu thường trú đàng hoàng. Hoặc chúng ta ví dụ cũng giống như ở nước ngoài, chúng ta qua định cư, trước tiên là chúng ta phải ở thường xuyên ở đó, sinh hoạt ở đó, để cho chính phủ họ thấy, họ biết. Giống như chúng ta chuẩn bị tu tập, rồi sau đó chúng ta có thẻ xanh. Chúng ta có thẻ xanh cũng giống như là trì tướng với tự tướng vậy đó, hay là cận định. Cho đến khi có thẻ xanh rồi, chúng ta cũng không được rời đi xa, mà chúng ta phải đi được vòng vòng đó thôi, vòng vòng trong nước Mỹ thôi. Cho đến khi mà chúng ta được quốc tịch rồi đó, nhập quốc tịch rồi, bây giờ chúng ta danh chính ngôn thuận, chúng ta có passport, có hộ chiếu rồi, có thẻ, thẻ đỏ đó, thì lúc giờ chúng ta muốn đi đâu chúng ta đi. Giống như khi chúng ta đạt đến Appanasamathi là cận định, an chỉ định, Appanasamathi là an chỉ định, là chúng ta chứng được cái thiền định đó. Với những cái thí dụ này chúng ta phải như là cái việc mà chúng ta tu tập, bởi vì ở tâm này nó rất là nhạy bén tinh tế. Bởi vì nó là danh pháp, tâm thuộc danh pháp, là trụ tượng chứ không phải là một vật thể. Đến khi mà được cái tâm này, vì nó là cái danh pháp nên bị, cho nên nó bị phóng dật, nó phan duyên theo trần cảnh. Ekacharang chạy xa sống một mình, Asariram guha sajang không thân ẩn hang sâu, là Đức Phật đã chỉ cho cái tâm.
về chỉ tầm sanh nhập nhất thành tín, một hành tín mà đã bằng thành là người mà điều phục được tâm thì mới thoát khỏi ma trói buộc. Cho nên cái tâm để tu tập đó, lúc ban đầu chúng ta phải dẫn dắt đi từ cái giai đoạn gọi là Parikrama để chuẩn bị, rồi đi đến cái trạng thái cận định. Mà cận định thì phải qua hai giai đoạn, giai đoạn trì tướng và giai đoạn trì tướng cố gắng 28 cho phát sinh cái đá, rồi mới xuất hiện cái Patipaka 28, lúc đó mới là cận định. Rồi khi mà đã cận định rồi thì mới có thể đắc chứng thiền được. Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu cái cách mà tu tập như vậy, lý do này mà chúng ta cần phải làm. Chứ nếu không nói như vậy đó thì các vị hành giả Phật tử chúng ta cứ nghe nghĩ rằng ở không đâu mà đi làm cái rổ lót lá cây màu xanh, rồi ngồi nhìn đó để làm cái gì nó có lợi ích, quý vị sẽ nghĩ gì. Cho nên ở đây chúng tôi mới giải thích cho nghe là tại vì cái tâm này nó là danh pháp vô hình, nó không có hình tướng và nó luôn luôn chạy xa, tức là nó phóng dật đi ở các nơi. Mà chạy xa đi còn có nghĩa là nó chạy theo cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp nữa. Nó buông cái này bắt cái kia, sống một mình, bởi vì cái diễn trình tâm thức khi mà khởi lên thì mỗi từng sát na tiếp nối nhau bằng cách gọi là vô gián duyên, nên ta rất là chỉ giác. Chứ không thể nào hai sát na tâm sanh khởi cùng lúc. Cái trường hợp mà chúng ta nói sống trong hiện tại đó, tâm sanh khởi như thế nào biết vậy thôi. Đó cái hiện tại này là chúng ta quy ước là làm sao mà nó chỉ là quá khứ hoàn thành thôi. Rồi vừa khởi lên đó, mà nếu tính theo duyên hệ đó thì nó cũng thuộc về cảnh quá khứ. Thí dụ bây giờ bị hành giả cái tâm tham vừa sinh khởi, ghi nhận chánh niệm tâm có tham, thì cái tâm tham đó nó không thể đồng sinh với cái tâm thiện được, mà nó tâm tham đó nó phải sinh khởi cái lộ tâm trước, rồi cái lộ tâm sau đó thì mới ghi nhận. Cho nên ghi nhận cái đã qua nhưng vẫn gọi là sống trong hiện tại, vì chúng ta quy ước cái thời gian là nó qua nhưng mà không lâu lắm, không phải là ngày hôm qua hôm kia, không phải ngày hôm qua hôm kia, cũng không phải là hồi sáng này bây giờ tối, rồi hồi sáng này nó khởi lên tâm tham mình ghi nhận thì quá xa. Nghĩa là vừa khi chúng ta ngồi xuống tâm tham khởi lên, tiếp theo cái tâm tham đó là cái tâm chánh niệm sinh khởi. Cho nên chúng ta chỗ này là phải hiểu được như vậy nè. Bây giờ chúng ta lại nói đến biến xứ màu vàng tương tự như vậy, tương tự như màu xanh, tức là phải dùng một cái dụng cụ. Nếu như một người sinh cơ đó thì phải có một cái án xứ thiền màu vàng, một cái mâm trải hoa vàng, hay là căng một miếng vải vàng trên cái khung tròn đó, rồi đặt ở trước mặt
vừa với tầm mắt nhìn và niệm vàng vàng pi tắc, pi tắc hay là pi tăng, pi tăng, đến khi phát sanh lên ứng chứng và đạt đến an chỉ định. Còn riêng đối với người mà họ đã thuần thục biến sắc màu vàng từ quá khứ, bây giờ chỉ nhìn một đóa hoa vàng ở nó mọc ở trên trên thảm cỏ và với vẻ vàng, với chú tâm thì ứng chứng hiện ra rồi. Biến sứ màu đỏ cũng vậy, là đề mục này là nắm lấy cái tướng màu đỏ, như màu đỏ của cánh hoa của anh phải đỏ hay vật gì mà có màu đỏ. Và đối với người đã quen hành biến sứ từ quá khứ thì nay chỉ nhìn thấy một bông hoa đỏ hay một mảnh vỏ, mảnh vải đỏ hay là viên ngọc đỏ là ứng chứng hiện ra. Còn đối với những người khác thì cần phải làm một án xứ thiền màu đỏ, mặt tròn được kính hơn gan tay, căn phải đỏ hoặc trải những kính hoa đỏ đặt trước mặt rồi chú tâm niệm lưu hơi tăng đỏ đỏ. Nếu mà những người, những vị hành giả là người Ấn Độ hay người Tây Tạng thì họ quen cái tiếng Pali giống như tiếng mẹ đẻ, cho nên gọi lô hữu tăng là họ biết màu. Còn chúng ta là vị hành giả người Việt Nam đó thì chúng ta nên niệm đỏ đỏ, bởi vì nếu niệm lô hữu tăng chúng ta không hiểu hết, mà ở đâu điều tra từ điển Pali Việt thì rồi cái tâm nó phốc vật mất tiêu rồi, cho nên lúc đó chúng ta khỏi phải tra từ điển, chính là cái niệm đỏ đỏ vậy thôi. Còn khi mà chúng ta làm một cái án xứ thiền màu đỏ để phía trước chúng ta niệm như vậy cho đến khi cận định, cận định tức là trì tướng và tợ tướng nó sinh khởi, gọi là cận định. Lúc đó vượt qua được an chức, an trú, an trú được cái này thì chứng được an chỉ định. Dễ dàng lắm chứ, không có khó. Nó có khó là chúng ta thực hành kìa, chúng ta chịu thực hành đó mới khó. Biến sắc trắng Udata Kasina, đề mục này là nắm tướng màu trắng như màu trắng của bông hoa hay đến vải trắng hay vật gì có màu trắng. Một người đã thuần thục với biến sắc màu trắng từ quá khứ thì ứng sẽ hiện ra khi vị ấy nhìn thấy màu trắng của hoa lài, hoa sen, hoa quệ hay một cái dĩa bạc hoặc cái đĩa bạc. Còn những người chưa quen thì phải làm một cái xinh áo màu trắng để nhìn như dùng hoa trắng trải trên cái mâm tròn hoặc căn vải trắng trên một cái khung tròn, ngồi nhìn chú tâm niệm trắng 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 Udata 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 cho đến khi mà nhập tâm đạt đến cận định với ứng chứng tự tướng thì chúng ta kiên, vị đó kiên trì và chứng được an chỉ định. Và chúng ta nhớ trong trường hợp này cũng nói thêm quý vị là hãy khi mà mặc dù cái công án là chuẩn bị như một giai đoạn rất là quan trọng, cái tâm mình tập kéo, kéo trên cái đề mục đó, kéo tâm trên đề mục đó, đừng để cho phóng vật mà nó phóng đi thì phải kéo tâm trở lại, kéo tâm trở lại, bắt buộc phải như bắt buộc nó phải dán tâm trên đó,
giống như một người mẹ mà khi thả đứa con xuống đất cho nó ngồi ở trên cái tấm trải để mà bà đi nấu cơm hay làm việc, nó cứ bò ra khỏi cái tấm trải đó. Cái người mẹ lâu lâu phải dừng chừng, phải ẵm đứa bé nó trở vô cho nó ngồi tiếp, cho nó ngồi tiếp trên tấm vải đó. Cái xác này gọi là chuẩn bị của chúng ta đó, là chúng ta phải làm như vậy vào cái thời gian mà chuẩn bị tu tập đó, là chúng ta phải làm như thế. Chúng ta giờ đi tu thiền đó, ít có ai mà đạt đến cái trạng thái cận định. Đừng nói chỉ an chỉ định là thiền, không dễ gì đạt đến trạng thái trì tướng và tự tướng đâu. Ta có hành thiền chăng thì chúng ta chỉ đạt đến bất tâm mát bhavana. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái bí xứ quan. Bí xứ quan này aloka tassina, quan là ánh sáng, aloka là ánh sáng. Địa ngục này là nắm tướng ánh sáng, như là ánh sáng từ ngọn đèn, ánh sáng từ bậc trăng, ánh sáng từ bậc trời. Một người đã từng thực hành trong đời quá khứ thì tướng có thể khởi lên. Tướng ở đây nếu nó tác là ẩn chứng, các vị nhớ, dễ khởi lên khi nhìn thấy cái vòng ánh sáng trên mặt đất do mặt trăng chiếu rọi vân vân. Cái vòng ánh sáng là như thế nào? Thí dụ ở trên nóc vàng nó bị thủng một lỗ tròn, mà cái lỗ đó dầu cho như thế nào nữa, nó méo hay gì, như mà ánh sáng khi mà rọi xuyên qua và nó xuống tới mặt đất thì nó cũng sẽ trở thành cái vòng tròn ánh sáng. Khi người ta nhìn đến ánh sáng đó là tự nhiên ta khởi lên tướng. Thậm chí cái người đã từng thực hành trong đời quá khứ đó, họ đã thuần thục quen rồi, thì họ nhìn ánh sáng chiếu rọi xuyên qua mái nhà lũng nóc hoặc là qua kẽ lá của tàng cây, họ cũng có thể đắc chứng được thiền. Người đó họ thuần thục đến mức độ đó. Còn người mới mẻ thì làm một cái vòng tròn ánh sáng như là thắp một ngọn đèn đặt ở trong cái lu có tròn hơn ngàn tay, ánh sáng từ cái miệng lu ấy là biến xứ, chỉ là biến xứ quang cho hành giả. Và trong một vùng tối các lỗ tròn trưng dắt để ánh sáng lọt vào, ánh sáng bên ngoài lọt vào, hành giả chú tâm chú ý chỗ ánh sáng ấy rồi niệm aloka sáng 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 cho đến khi nhập tâm với ấn chứng và đắc an chỉ định. Khi mà chúng tôi viết đến cái soạn đến cái đoạn này nè, là bất chợt thì nhớ là nếu mà làm ánh sáng nó dễ lắm quý vị. Bây giờ chúng ta có cái đèn led, cái đèn led ấy, chúng ta có thể tụ ánh sáng lại. Ánh sáng nó không phải là giống như ánh sáng đèn pin. Cái đèn mà chúng ta để pin đó, và nó có cái bóng đèn ở bên trong đó. Cái bóng đèn đó thì nó quần, ánh sáng bị quần. Còn cái đèn mà đèn led ấy, thì mặc dù
nó cũng là chúng ta tạm gọi là đèn pin đi, nhưng mà đèn led á, thì chúng ta chỉ đặt nó ở đâu đó, thí dụ như người ta mang ở trên đầu, đưa cái ánh sáng đèn led giống như người đi sơ ớt vậy đó, đưa ánh sáng vô trong vách để ngồi nhìn trong vách để mình chỉnh làm sao ánh sáng cái vòng tròn đó nó nhỏ thôi, thì như vậy là chúng ta đủ để chúng ta chú tâm nữa. Chúng tôi có ý nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà một vị hành giả mà tu tập về ánh sáng, để một ánh sáng thì chúng ta rất dễ làm với tất cả các thứ khác. Ánh sáng bây giờ chúng ta rất dễ làm cái vòng tròn, mà hễ chúng ta xây ở đâu á, chúng ta xây đầu ở đâu thì ánh sáng cũng đặt ở phía trước mặt chúng ta, miễn là sao cái ở trên vách đấy nó bằng phẳng thôi, thì chúng ta nhìn ánh sáng nhìn như vậy. Còn thứ 10 là biến xứ hư không Akashakasana. Cái đề mục này là nắm lấy cái tướng khoảng trống không gian. Một người đã thuần thục từ quá khứ thì nhìn qua một khe hở, một lỗ tường, họ chỉ tác ý cái khoảng trống đó là hư không, thì lúc bây giờ ấn chứng thiền sẽ xuất hiện. Nhưng với người chưa quen hành thì phải làm một cái lỗ rộng hơn ngang tay chân vách, một cái chồi, khi mà hành thiền đi ra một cái chồi lá hoặc là đi đến ở chỗ nào chung quanh dừng kính lại chùa cái khoảng trống để mình nhìn thôi. Nếu như mà không có thì người ta căng một cái tấm da, một manh chiếu là cái màn trắng trước mặt, rồi ngồi nhìn xuyên qua lỗ hổng ấy và niệm hư không. Chú tâm đến lúc phát sinh ứng chứng đạt được cận định và kiên trì chứng được an chỉ định. Ở đây chúng ta cũng nhớ cái này nè, giữa cái hư không kasina đó, akasa kasina và akasanayuchayatana, tức là không vi xứ, nó có cái sự khác nhau như thế nào. Cái akasa này đó, Akasa mà thiền chỉ thì cái biến xứ hư không này nó có giới hạn, nó bị giới hạn gọi là Parichinna Akasa Kasina, tức là cái khoảng không bị giới hạn chung quanh, bị giới hạn chung quanh, tức là khoét một cái lỗ tròn. Tại sao chúng ta không làm cái lỗ vuông? Là bởi vì cái giới hạn của hư không đó nó có bị giới hạn cạnh thẳng, rồi nó có bốn góc, cái bốn góc nhọn đó, bốn góc 90 độ đó, bốn góc 90 độ để nó tạo thành cái lỗ vuông đó, bốn góc này nó là sẽ làm cho phân tâm. Do đó cho nên phải làm cái hình tròn, bởi vì tròn cảnh như vậy đó thì nó không bị giới hạn, tâm không bị giới hạn, không bị chi phối, tâm không bị chi phối. Thì ở đây hư không này là bị giới hạn, là ở chung quanh giới hạn theo cái khoảng cách
Thí dụ như cái đường kính nó 3 tấc hay 4 tấc thì cái vòng tròn đó chúng ta bị giới hạn trong cái vòng tròn. Hễ cái vòng tròn bao lớn, cái cửa sổ bao lớn thì cái hư không bị giới hạn trong cái vòng tròn đó, trong cái cửa sổ, trong khung cửa sổ đó. Còn trong khi đó là tu chứng thiền, tu thiền vô sắc là phải vượt qua khỏi các sắc tưởng, thì những cái giới hạn của cái vòng tròn cái này nó cũng còn thuộc về sắc, nó thuộc về sắc. Khi đó cái vị hành giả vượt qua rồi, nhưng mà khởi đầu để niệm về cái địa ngục vô sắc không vô vi xứ, thì vị này phải bỏ qua cái giới hạn đó, tức là chỉ nhập tâm hư không không giới hạn, akaso anato, tức là hư không không giới hạn. Thì thật sự vậy, cái khoảng trống không có giới hạn, rồi nhìn ở giữa khoảng trống bao la. Khi mà nhìn cái khoảng trống bao la như vậy thì cái tâm của vị này mới ghi nhận là hư không là không, không có giới hạn, mới đắc chứng được thiền vô sắc. Cho nên ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng là trong 10 vị xứ thì vị hành giả tu tập chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền rồi, vị hành giả vượt qua sắc pháp, sắc tướng, vượt qua mọi sắc tướng là vượt qua chính địa ngục kia. Còn cái địa ngục mà hư không á, địa ngục hư không này thì lấy xài lại, nhưng mà xài lại bỏ cái sự giới hạn đi thì nó trở thành cái địa ngục không vô vi xứ. Cái này lý thuyết thì cũng dễ hiểu thưa quý vị, nhưng mà còn sự thực hành chúng ta có hay không, cái đấy nó tùy theo cái duyên của chúng ta. Thì ở chúng ta chưa có học tới thiền vô vi xứ, cho nên chúng tôi không có nói nhiều cái đó. Bây giờ chúng ta đã học xong 10 cái vi xứ cái sinh ác rồi, giải thích cho cái cách mà chúng ta làm 10 vi xứ đó, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu 10 vi xứ đó là biến xứ gió được ghi nhận bằng thị giác, xúc giác, tức là mắt chúng ta nhìn lá cây ra nó rung động, nó lung lay, hoặc là xúc giác là vị hành giả ngồi đó mà có cái cảm giác nó mát lạnh là biết có gió, cho nên là biến xứ gió ghi nhận. Còn cái biến xứ hư không thì ghi nhận bằng cái thức giác thôi, tức là tâm ghi nhận, chứ còn hư không mình đâu có thấy được, thấy được, đụng chạm được. Thì biến xứ gió cần phải ghi nhận bằng thị giác, xúc giác. Còn biến xứ hư không thì ghi nhận bằng cái thức giác, tức là cái giác quan thứ 6. Còn 8 biến xứ ngoài ra là đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, xanh, vàng, đỏ, trắng và ánh sáng thì được nhận qua thị giác, chỉ thị giác thôi, tức là mắt nhìn. Cái điều này cũng phải nói thêm rằng là khi khởi sự tu tập đó, thì vị hành giả sau khi nắm lấy cái đề mục thiền phù hợp với cá tính, hãy đi đến chỗ thanh vắng ngồi xuống. Trước mắt nên suy xét 10 cái nguy hại của ngũ dục. Đây là cái cách trình bày của Ngài Bố Thân Cô Xá, Ngài dạy cặn kẽ cái chỗ đó. Suy xét 10 cái sự nguy hại của ngũ dục như lời dạy trong kinh, các dục đã được Đức Thế Tôn nói
lạc ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm, nguy hại đây càng nhiều hơn. Các dụng ví như khúc xương khô vân vân. Chúng ta vị hành giả trước khi tu tập là phải ghi nhận cái đó, suy xét như thế. Tâm hành giả nhàm chán dục lạc và muốn ly dục, đó là một yếu tố giúp cho tinh tấn tu tập. Cái tiếp hành giả hãy tưởng nhớ đến Đức Phật giáo pháp và chư Tinh Văn với những đức tính đặc biệt để khởi lên cái niềm hân hoan và tâm kính phục, nghĩ rằng đây là con đường giải thoát mà đức mà tất cả chư Phật, chư độc giác, chư thánh chúng đã đi qua. Rồi vị ấy có tâm hăng hái, bằng cách này chắc chắn ta cũng sẽ được nếm vị ngọt hạnh phúc của thiền định. Sau đó vị ấy chú tâm niệm niệm một và khai triển nó cho đến khi khởi sanh ấn chứng. Ấn chứng sanh là hiệu quả của trú niệm địa ngục. Có hai ấn chứng, lúc đầu là trì tướng ấu cả hai niệm bất tà, sau là tự tướng bất tí phà cái niệm bất tà. Cho niệm địa ngục chú tâm được khánh khích, có khánh khích nhưng mà chưa vắng lặng năm trì cán thì đó gọi là trì tướng. Cái này là lời giải thích của ngài Bố Thí Bồ Tát để cho chúng ta dễ hiểu. Có kháng khích nhưng mà chưa có vắng lặng năm thiền cán là tham dục sân hận, hôn trầm thị miên, trạo hối và hoài nghi. Kháng khích nhưng mà chưa vắng lặng thì gọi là trì tướng của cả hai người ta. Chúng ta đến mức đề mục được tỏa sáng rồi vắng lặng năm thiền cán thì đó gọi là tự tướng. Khi ấn chứng tự tướng xuất hiện những trường cái được từ bỏ, giai đoạn này gọi là cận định hay là định cận hành upachara samadhi. Các vị luận sư Bố Thất Cô Sáng ngày nói làm cho tự tướng khởi lên được là rất khó, bởi thế nếu hành giả khởi tự liền chứng an chỉ định thì tốt, nếu không thì cần phải duy trì tự tướng ấy một cách tinh mật, không để cho mất ấn chứng. Cái này khó lắm quý vị. Chúng tôi nhớ có một lần hồi nhỏ, hồi chúng tôi còn sinh viên, lúc bây giờ các vị ở trong chùa đó họ đem một cái quyển tập hình. Trong cái tập hình đó thì một cái hình sơn màu, nó sơn đủ thứ màu hết, mà không phải một màu mà nó sơn quạch quạch vậy. Một người mà họ nhìn vào trong đó, nếu mà họ chú tâm mãnh liệt thì họ sẽ thấy đó là một cái hình của một ngôi nhà hay là một con trâu vân vân, và chú tâm mạnh lắm. Mà hễ mà tâm bị phóng đi rồi đó thì lúc bây giờ là nhìn lại được. Chứ tôi nghĩ rằng cái cách mà chúng ta làm cho nó tăng lên tự tướng bởi tiên phà cá nhân bánh táp và duy trì được tự tướng đó để cho đến khi mà đạt đến định khó chứ không phải dễ. Thì bây giờ trong kinh Thanh Tịnh Đạo có nói đến 7 yếu tố để duy trì cái tự tướng, tức là cái thành quả tu tập nghĩa tâm gần định rồi đó. Khi mà tâm gần định rồi gọi là cận định, tức là tâm gần an trú định đó, thì phải duy trì đây gọi bát thiết phải cái niệm bát tha rakhana, tức là cái sự duy trì tự tướng. Một là trú xứ thích hợp Awasasapaya.
hai là hành xứ thích hợp, ba là đàm thoại thích hợp, bốn là người thích hợp, năm là thực phẩm thích hợp, bốn là thời tiết thích hợp, sáu là thời tiết thích hợp, và bảy là quay nghi thích hợp. Nếu mà giải thích cái này thì các vị hiểu là một vị hành giả tu tập đó, cái ấn chứng đã khởi lên rồi thì phải giữ cái ấn chứng đó, giống như là một người lạc vào cái rừng sâu mà họ đánh lửa, họ lấy hai cục đá đánh lửa, họ cứ đập vào nhau cho đến khi lửa nó nẹt lên nhiều lần như vậy, rồi họ bắt đầu lửa nó bốc cháy do cái dâm cây khô hay là cái sợi lá cây mà họ tước dập ra đó, chứ để nguyên lá thiêu chắc thì đánh lửa mà nó lên được. Cho đến khi lửa lên rồi thì cái việc mà duy trì lửa đó không phải chuyện dễ, thưa quý vị. Một ngọn gió thổi qua cũng có thể là tắt được, mà tắt được cái lửa lại rất là cực. Cho nên người ta phải lựa chỗ nào mà nó kín đáo, đừng có bị gió thì người ta mới đánh lửa chỗ đó. Mà lửa nó cháy rồi thì nếu như mà để cho những cái cây nhỏ nhỏ, những cái nhành nhỏ nhỏ hoặc những lá nó cháy hết rồi nó tàn rụi đi. Do đó cho nên lúc ban đầu họ đánh lửa xong, họ để cho cái lớp lá đó cháy, cái họ phải kiếm những cái khúc gỗ để làm củi, khúc gỗ to chắc, bắt đầu họ họ đốt cho nó nấp lên nó cháy. Nó cháy dần dần như vậy để suốt cả đêm, ngày này qua ngày khác nước cũng nó thành than, cháy lửa than đó thì duy trì nó cũng khó. Nó phải có đủ yếu tố thì hành giả mà duy trì được tự tướng là nhờ cái trú xứ thích hợp. Ở đây cái trú xứ thích hợp thì chúng ta đã học vừa rồi, chúng ta biết đó, một nơi mà không có ồn ào nhưng mà cũng không quá thanh vắng đến rất mức độ là rùng rợn, không có một nơi mà không có bị xúc chạm, ít có xúc chạm rồi mũi rắn rết vân vân, thì như vậy những tự tướng mới xuất hiện. Chúng ta ở cái chỗ nào có rắn nhiều á thì khi mà rắn ra, khi chúng ta nhớ đến con rắn á, thì tự nhiên tâm hốt quản. Cho nên chúng ta phải ở cái chỗ thích hợp. Thứ hai là cái hành xứ thích hợp. Hành xứ thích hợp ở đây tức là ám chỉ Gotara, là chỉ về địa ngục. Cái địa ngục phải cho thích hợp cho mình. Thứ ba là Alapana Sapaya. Alapana tức là những cái cuộc nói chuyện. Khi mà sống ở các vị tỳ kheo bò rừng không có thể sống một mình mà không có bạn lữ, do đó cho nên rủ 5-7 người hành thiền để mà có cái chuyện gì hỗ trợ với nhau. Nhưng mà khi mà gặp nhau đó không khéo nói chuyện đó, nói chuyện sang đàn, nói chuyện tào lao thì nó cũng làm cho mất ấn chứng được. Bởi vậy cái chỗ này nó phải cẩn thận chút xíu. Là không có nói chuyện ngoài lề được. Những cái câu chuyện mà Đức Phật là cho phép để nói chuyện mà nó thích hợp và nó giữ được ấn chứng nè, không có bị bất ngờ. Một là nói chuyện về thiểu dục, ở bên cha cả tha, câu chuyện về thiểu dục. Thiểu dục tôi là ít có sự ham muốn. Câu chuyện về cái sự tri túc, câu chuyện về viễn ly, tôi về các cả tha, câu chuyện về động cư,
tức là không có thích quần tụ. Câu chuyện về tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến là 10 cái đề tài câu chuyện thích hợp mà Đức Phật đã cho phép. Gọi a la pa đát sa ba giá, bút la sa ba giá, tức là cái người thân cận thích hợp. Hành giả sống ở trong rừng đó, hành giả sống ở cái chỗ tu thiền đó, không phải là thấy cá thì hành giả khác cũng đều tu tập rồi cái mình cho rằng là thích hợp, không phải. Chúng ta hãy ở gần những cái người nào linh phận đó và họ có cái niềm tin sạch tha, họ có giới, họ có cái sự đa văn, hiểu nhiều, học rộng về Phật pháp, họ có trí tuệ, thì khi mà họ có tính giới văn trí tuệ như vậy đó, thì chúng ta ở gần họ mới được, để chúng ta mới có sự tiến bộ. Chứ còn nếu như mà chúng ta vị hành giả mới vừa chú tâm đạt được cái trạng thái cận định sơ tự tướng rồi, nhưng mà chúng ta ở gần cái người không có đức tin được pháp tối ngày, họ chỉ chống đối với Đức Phật hay là họ xuyên tạc giáo pháp, chúng ta nghe chúng ta bực mình là chúng ta mất ơn chức liền. Những người ở xung quanh ta phải được có giới, người mà sống dễ vui buông thả về thân hành khẩu hành ý hành phạm tội đó, thì như vậy chúng ta sống gần họ thời gian thì chúng ta cũng sẽ khó chịu mất ơn chứng. Hay là một người ít học, tức là ít có sự hiểu biết, chúng ta ở gần họ đó họ không có hỗ trợ được mình cái gì hết. Người mà không có trí tuệ, tức là người mà không có cái chánh tri kiến, chúng ta ở gần họ chúng ta cũng mệt lắm. Cho nên cái người thích hợp phải là cái người như vậy. Phô chánh á sắp thời gian là thực phẩm thích hợp. Tức là ăn bậc thực nào cũng được, nó tùy theo cái cơ địa của mình và năng sở thích hợp cho. Đừng có mặn quá, đừng có ngọt quá, đừng có lạc quá, đừng có chua quá, đừng có cay quá. Ăn làm sao nó thích hợp với mình thôi. Chúng ta thì mà chúng ta ăn cái vật thực có béo nhiều hay là ngọt nhiều thì chúng ta cũng sẽ sanh hại lắm. Còn ăn mặn nhiều quá thì nó làm cho áp huyết nó tăng lên thì của chúng ta cũng mệt lắm. Cho nên nó vừa phải, mặc dù đi cấp người ta cho giảm nén, nhưng mà về chúng ta phải khéo, phải khéo ăn. Lại nữa, cái vật thực kết hợp là vị hành giả khi mà ăn, ăn vừa chừng thôi, ăn cũng giống như cách ăn của người tiểu đường vậy đó. Ăn đừng để quá no, ăn đừng để quá no. Thứ sáu là thời tiết kết hợp, là khi mà đến ở trong rừng hay là đi đến gốc cây, cái chỗ nào chúng ta ngồi phải tránh cái ánh nắng, ngồi cái chỗ cho mát mẻ, nhưng mà đừng có ẩm ướt, đừng có lạnh quá, đừng có nơi ẩm thấp quá, nó sanh bệnh. Rồi Iriyapatha Sapaya quay như thích hợp, tức là đi đứng nằm ngồi gì á, một ngày chúng ta phải có đi, phải có đứng, phải có nằm, cứ ngồi cho lễ ngồi, chứ không nên ngồi nhiều, không nên đứng nhiều, không nên nằm nhiều. Và phải có cái sự thích hợp như thế. Khi hành giả có được 7 yếu tố thích hợp thì sẽ khiến cho tâm chưa định tĩnh được định tĩnh, khiến cho tâm đã định tĩnh thì được duy trì. Ngược lại, hành giả sống với điều kiện không thích hợp là sắp bài giác. Nếu ấn chứng chưa khởi sẽ không khởi, ấn chứng đã khởi bị mất,
Hành giả nên tránh bảy thứ không thích hợp và chọn cái điều thích hợp. Khi có bảy yếu tố thích hợp như thế, nỗ lực tu niệm thì không bao lâu hành giả sẽ được an, đạt được an chí định. Cho nên ở đây đó, là chúng ta cần phải hiểu được cái việc mà chúng ta tu tập mà nó phát sinh lên trì tướng và tự tướng, cận định rồi an chỉ định. Tuần sau chúng ta sẽ bàn đến cái việc mà an chỉ định như thế nào và phải thuần thục trong cái an chỉ định đó. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ học về yếu tố duy trì cái cận định mà thôi. Đến đây thì cũng vừa phải với thời gian. Cái lớp Zoom Phật Pháp của chúng ta thì nó đến 8:30 mới học lận. Nhưng mà có điều là nếu mà chúng ta học dài quá đó, thì chúng ta sẽ trở ngại khi mà chúng ta bắt đầu ngán, thì chúng ta sẽ không có hứng thú để tiếp thu nữa những cái lời lẽ sau là quý vị không còn nhập tâm được. Cho nên chúng tôi dừng lại ở đây. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thỉnh tòa Minh Hạnh không có trước máy rồi, để máy nhưng không có trước máy rồi. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Kính Quang Hỷ chúc phước phước báo cho rừng Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, con xin thành kính ra mặt hội chúng ở trong lớp học, xin thành kính tri ân đến sư phụ rất nhiều. Giờ đây thì tiếp tục chương trình là phúc chúc đến đạo tràng vừa nghe pháp. Qua qua tu sắp ba mang ga lăng ga khan tu sắp ba đen qua ta sắp ba mua ta nu pa quen na sa la so ti pa quan tu te ba mang ga lăng ga khan tu sắp ba đê qua ta sắp ba tham ma nu pa quen na sa la so ti pa quan tu te qua qua tu sắp ba mang ga lăng ga khan tu sắp ba đê qua ta sắp ba sang kha nu pa quen na sa la so ti pa quan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu. Sa thu lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tiểu Siêu đã tận tình giảng giải bài học ngày hôm nay. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điều khuyết cho Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cả đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kính mời quý vị cùng với Nhật Bình hướng quả phước đã học ngày hôm nay ạ. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ka ta ni phụm ma ni hoa ya ni hoa an ta lê khê ta tha ka tăng đê và mình lùa sư bộ chi tăng buộc thẳng nam ma sa na sư hoa thì hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ka ta ni phụm ma ni hoa ya ni hoa an ta lê khê ta tha ka tăng đê và mình lùa sư bộ thì thẳng thâm mang nam ma sa na sư hoa thì hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ka ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta lịch khệ ta tha ta tập đây và mà nuôi sư bồ chỉ tăng sanh khăn nam ma sa na sư hóa thi hồ tục hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thượng hai cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu,
Và tham phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đa. Có dòng hai cúng dường sanh thành. Ta nào chư thiên trên địa cầu pháp là chư thiên ngự trên hư lễ chư tăng, chư thiên cùng nhân loại thường hai cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Bye.